Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Loạt ảnh chụp lén của Ninh Dương Lan Ngọc, nhan sắc gầy ngỡ ngàng. Là sao Việt tài năng và xinh đẹp, mọi động thái của Ninh Dương Lan Ngọc luôn trong tầm ngắm của công chúng. Nữ diễn viên không ít lần hớ hênh bị chụp lén, nhưng nhan sắc vẫn nghiêng nước nghiêng thành. Dù ngày càng nổi tiếng, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn trung thành với nhan sắc tự nhiên không chỉnh sửa. Nữ diễn viên gái già lắm chiêu sở hữu làn da căng bóng, khuôn mặt thon gọn và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng. Chẳng thế mà Ninh Dương Lan Ngọc được ví như ngọc nữ của màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua và không phụ tình yêu của khán giả. Bạn gái tin đồn của Chi Dân ngày càng xinh đẹp và thay đổi tích cực trong lối diễn xuất. Dù ở góc chụp nào, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn vô cùng xinh đẹp. Thời gian vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã đại thắng cùng đoàn phim Gái Già Lắm Chiêu 3, đoạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Trước đó, Lan Ngọc đã cùng Trấn Thành oanh tạc phòng vé với Cua Lại Vợ Bầu. Năm qua là một thành công rực rỡ của Ninh Dương Lan Ngọc. Không chỉ vậy, với niềm đam mê ca hát bất tận, dù được gọi là thánh phá hit, nhưng cô nàng vẫn mạnh dạn và tự tin cho ra mắt MV đầu tay của mình và nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Sự nghiệp thăng hoa cũng như đường tình duyên của Ninh Dương Lan Ngọc cũng khá lận đận. Nữ diễn viên từng trải qua hai cuộc tình bất bại với La Thành và Minh Luân. Thời gian gần đây, Lan Ngọc dính tin đồn hẹn hò với Chi Duân. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ động thái im lặng.